Kính thưa quý vị, và trở lại với bản tin buổi tối hôm nay là phần tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quy và Kim Nhung xin được chào anh Khanh. Thưa anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Dạ. Hôm qua tôi bị bệnh, hôm nay tôi đi bác sĩ. Và sau khi khám thì là bác sĩ cho biết rằng là tôi bắt đầu cái tai của tôi bắt đầu hơi lạ. Ông bảo rằng là ô bác đừng có lo, không bác chưa biết đâu. Nếu mà bác có lạ hơn nữa thì bác phải đeo cái hearing ấy. Nhưng mà đó là cái dấu hiệu của tuổi già. Và tôi cũng không bao giờ tôi nghĩ rằng là năm nay mình mới 73 tuổi mà bây giờ mình đã bắt đầu bị lãng tai. Không sao cả. Bác sĩ bảo của tôi là bị lãng tai là một cơ hội tốt. Tức là ở nhà rồi bà xã mà cằn nhằn vân vân và vân vân thì mình không nghe được. Tức là như vậy cuộc đời mình sống vui hơn. Thì tôi không biết là cái điều đó đúng hay không. Nhưng mà tôi để ý thấy rằng là khi mà người ta lớn tuổi thì một trong cái điều người ta lo sợ. Người ta lo sợ trước hết là người ta sợ bị lãng tai. Kế đến là người ta lo sợ là con cái nó lấy lại cái bằng lái xe. Và cái điểm thứ ba nữa là đi vào nhà viện dưỡng lão. Tôi không biết là tôi phải thưa với lại quý vị và quý anh chị là tôi không biết là tôi đang ở cái giai đoạn nào. Nhưng mà cái dấu hiệu lãng tai là cái dấu hiệu mà tôi nghĩ rằng là cũng cần đáng quan tâm tới, cần đáng để mà lưu ý tới. Rồi còn cái chuyện cuối cùng là phải vào viện dưỡng lão chẳng hạn như vậy. Thì tôi với lại bạn bè cái nhóm bô lão uống cà phê 99 xe của chúng tôi là hay nói về cái chuyện đó lắm. Người ta bảo rằng là nên nhớ rằng là khi mà chúng ta bắt đầu bị quên thì lúc đó, đó là chúng ta sẽ có lẽ là con cái nó đưa mình vào viện dưỡng lão. Nó đưa vào bởi vì nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất là con cái không trông được mình. Cái điểm thứ nhì là để vào ở trong đó người ta cho mình uống thuốc đúng giờ và mình không thể nào quên không uống thuốc được. Và cái điểm thứ ba nữa là vào trong đó mình cũng vẫn ăn uống được bởi vì là bố mẹ hầu hết đi làm sở Mỹ, đi làm những cho cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ thì ăn uống đồ Mỹ là cái chuyện cũng rất là bình thường. Cái điểm thứ tư nữa là bảo rằng là nếu mà để ở nhà rồi bố mẹ nấu bếp rồi có thể là bố mẹ quên không tắt bếp và dẫn đến cái chuyện cháy nhà. Tôi còn nhớ là tôi có một chị bạn bảo rằng là con cái tôi nó cằn nhằn tôi hoài bởi vì cái chuyện là mà tôi cố gắng tôi làm mãi mà tôi không làm không được. Tôi có tính bắt đầu lớn tuổi là tính hay quên. Tôi hỏi là phải chưa thế cái chuyện đó là cái chuyện gì chị kể cho tôi nghe được không? Chị bảo là trong cái thời gian gần đây nhiều khi buổi tối tôi dậy tôi đi toilet và tôi lại đi vô phòng tôi ngủ tiếp và tôi quên không giật cầu. Và sáng ngày hôm sau thì con trai nó mất vui rồi là con dâu nó cũng cằn nhằn và tôi nghĩ rằng là có lẽ bây giờ phải làm cách nào. Chứ còn cái chuyện mà đi tiểu ban đêm rồi lại quên không giật cầu thì cái chuyện nó nguy hiểm quá. Tôi chưa đến cái giai đoạn đó nhưng mà phải thưa cùng với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả là bây giờ tôi bắt đầu bác sĩ cho biết là bị lãng tai chút xíu thôi. Nhưng mà không sao cả. Hồi sáng nay vợ tôi có cằn nhằn và tôi có nghe thấy tiếng vợ tôi cằn nhằn. Tôi như vậy là tôi an tâm. Đó là cái câu chuyện mà chúng tôi mới xin được gửi đến quý vị khán thính giả cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin được trở lại California với lại hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Tụi em không biết nói gì hơn là chúc cho anh Khanh thật là nhiều sức khỏe để mà ngày nào quý khán thính giả của SBTN vẫn được nghe tiếng cười của anh, được nghe cái sự mà chia sẻ của anh. Thưa anh Khanh, em biết là tới cái tuổi già thì ai cũng không có thể nào mà cưỡng nó lại được, thì chúng ta chấp nhận và chúng ta sống cho vui. Anh Khanh ít nhất thì còn có các cháu chung quanh anh nữa, thì mình không nghe vợ nhưng mà mình nghe cháu là được rồi, phải không thưa anh Khanh? Thôi nhưng Kim Nhung công nhận là được cái sức khỏe như anh Khanh cho tới cái tuổi này mà như vậy là quá và được ơn trên nhiều lắm rồi, quá tốt rồi. Kim Nhung và chị Diệu Quyên cũng nghĩ là mai mốt tới lúc đó thì cũng phải khỏe như anh Khanh để đi bay đây bay đó giống như là chim vậy đó. Thôi nói gì tới lúc đó thì khán giả không muốn nhìn Kim Nhung với Diệu Quyên tại lúc đó là hai cái đầu bạc đồng bạc hết không có được thưa quý vị. Vâng, và trở lại với phần tin cuối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay đánh dấu 69 ngày trước khi mà cử tri Hoa Kỳ đến phòng phiếu để chọn người lãnh đạo quốc gia cho 4 năm sắp tới. Vậy thì thưa anh Khanh, tình hình bầu cử tổng thống đến nay thì như thế nào rồi thưa anh? Tôi thấy là riêng cá nhân tôi câu trả lời là vẫn là 50-50. Chưa có thể biết được là ai thắng ai thua.
chưa có thể biết là ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa sẽ là tân Tổng thống hay là bà Kamala Harris của Đảng Dân Chủ sẽ nắm tòa bạch ốc. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà nếu mà nhìn vào những cuộc thăm dò ngày hôm nay, có độ chừng khoảng 30 cuộc thăm dò được thực hiện và công bố, thì tôi thấy là rõ ràng là cái điểm của bà Hillary, của bà Kamala Harris đang lên. Và tôi thấy đúng là như vậy, đang lên, nhưng mà không có nghĩa là bà chắc chắn thắng. Đó là điểm đầu tiên. Cái điểm thứ nhì là tôi để ý thấy rằng là hiện tại bây giờ thì là cái số phiếu ủng hộ bà ở ba tiểu bang là gồm có Michigan là một, Wisconsin là hai và tiểu bang Pennsylvania là ba. Là ba tiểu bang đó là bà đã vượt qua được ông Donald Trump. Nhưng mà ở những tiểu bang khác thì ông Donald Trump vẫn đang thắng thế. Chẳng hạn như là ở Arizona, ở Nevada và đặc biệt nhất là Georgia. Nói tóm lại là vẫn là 50-50, chưa biết là chuyện gì xảy ra, thưa với lại chị Diệu Quyên. Cảm ơn anh. Còn ở những tiểu bang chiến địa thì anh thấy ai là người dẫn trước và những nơi nào, thưa với anh? Tôi thấy là như là lúc nãy tôi vừa mới trình bày, tôi thấy là tiểu bang chiến địa thì có lẽ là vì chúng ta chia là làm đôi, tức là độ chừng 7-8 tiểu bang. Nên nhớ rằng là có nhiều nơi thì họ bảo là có tất cả chục tiểu bang. Họ lấy ví dụ chẳng hạn như là tiểu bang Minnesota, thì là bây giờ thì tôi thấy là tiểu Minnesota đang nghiêng của phía của bà Kamala Harris. Rồi có cả tiểu bang Virginia mà nơi là tôi đang cư ngụ, tôi thấy cũng đang nghiêng về phía bà Kamala Harris. Tôi nghĩ rằng là nếu bà Kamala Harris mà thua ở hai tiểu bang mà tôi vừa nói thì có lẽ rằng là cái tình hình nó sẽ rất là khó khăn. Hiện tại bây giờ thì người ta bảo rằng là ông Donald Trump thắng ở 26 tiểu bang, đã có sẵn 26 tiểu bang rồi. Bà Kamala Harris được có 22, mới được có 22 bang tiểu bang mà thôi. Thật ra bây giờ là ít nhất là phải thắng, bà phải thắng được 3 hoặc là 4 tiểu bang nữa. Thì lúc đó thì bà mới hy vọng là bà lấy được đủ 270 phiếu để trở thành tân Tổng thống Hoa Kỳ. Trường hợp của ông Donald Trump cũng vậy. Đúng đấy, tôi đã thưa cùng với lại quý vị thính giả là ông Trump, ông thắng được 26 tiểu bang rồi, nhưng mà bây giờ ông cũng vẫn phải thắng thêm một vài tiểu bang nữa. Thì như vậy thì ông mới hy vọng là ông có đủ là 270 phiếu cử tri đoàn để ông trở lại tòa bạch ốc cho 4 năm sắp đến. Đó là cái nhìn của tôi, thưa với lại chị Kim Nhung. Vâng, và thưa anh Khanh, vào ngày 10 tháng 9 sắp tới đây thì hai bên sẽ gặp nhau trong một cuộc tranh luận do đài ABC tổ chức tại Philadelphia. Anh có thấy trở ngại gì mà chúng ta phải đáng chú ý tới hay không thưa? Tôi thấy là hiện tại bây giờ thì hai bên đã đi đến cái thỏa thuận đầu tiên, tức là họ sẽ gặp nhau như là chị Diệu Quyên vừa mới nói, và tức là vào ngày September 10, tức là ngày 10 tháng 9 vào lúc 8 giờ tối giờ Philadelphia, tức là 5 giờ chiều giờ California, thì họ mới đạt được cái thỏa thuận như vậy. Và còn nhiều cái chuyện khác nữa, bao giờ chị Diệu Quyên cũng phải hiểu, trước khi mà đồng ý tranh luận với nhau thì chúng ta phải có những cái cuộc tranh luận trước đó. Thì trong những cuộc tranh luận đó, hiện tại bây giờ họ đang thắc mắc ở cái điều rằng là khi mà trước đây đó, thì theo cái tinh thần trước đây thì là ông Trump đồng ý rằng là khi mà người nào nói thì lúc đó thì là mới mở cái mic, còn người nào còn tắt mic, tắt volume, không cái người không nói. Bà Kamala Harris thì bà bảo không, cái đó là cái chuyện ông bàn với lại ông Biden trước đây. Còn bây giờ tôi là Kamala Harris, tôi muốn là mở mic trong suốt 90 phút đồng hồ hay là 2 tiếng đồng hồ chúng ta tranh luận với nhau. Thật ra bây giờ họ vẫn còn đang tranh cãi cái chuyện đó. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này, chắc chắn là phải có thêm nhiều tranh cãi nữa. Nhưng mà dẫu sao thì mình cũng biết chắc chắn là ngày mùng 10 tháng 9 là sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên. Và tôi mong rằng là hai ông, tức là hai ông bà, tức là ông Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Harris của Đảng Dân Chủ sẽ nói rất nhiều về vấn đề chính sách mà họ sẽ cho thực hiện. Bởi vì cử tri Hoa Kỳ cho đến giờ phút này là biết ông là đại diện cho Đảng Cộng Hòa, biết bà đại diện cho Đảng Dân Chủ, chứ không ai biết chính sách của họ cả. Thế là hy vọng là ngày đó họ sẽ cho chúng ta biết chính sách của họ như thế nào. Thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Dạ vâng, thưa với anh, muốn thắng cử thì một ứng cử phải có được 270 phiếu cử tri đoàn. Dạ vâng. Giả sử như là sau ngày mùng 5 tháng 11 thì không ai đạt được con số này thì lúc đó có chuyện gì sẽ xảy ra thưa anh? Nhiều người bảo với tôi rằng là như vậy thì có lẽ là chúng ta phải đi bầu cử lại. Câu trả lời là không, chúng ta sẽ không bầu cử lại, mà lúc đó là sẽ
họ sẽ chuyển cái quyết định ra, bây giờ là sẽ trở là cái quyết định của Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. Quốc hội thì họ có Thượng viện và Hạ viện. Trước hết là hãy nói về vấn đề Thượng viện. Thượng viện là có 100 vị thượng nghị sĩ đại diện cho 50 tiểu bang, và phải có thì Thượng viện sẽ lãnh cái vai trò là chọn người đứng phó. Cái người đứng phó đó không nhất thiết phải là người ở trong liên danh, nên nhớ là như vậy. Và chọn người đứng phó, và người nào có được 51 phiếu thì trở thành phó tổng thống. Đó là điểm thứ nhất. Ở bên hạ viện thì sao? Hạ viện thì mỗi một tiểu bang thì là sẽ có một phiếu, tức là người nào mà có được 26 phiếu thì sẽ trở thành tổng thống. Tôi lấy một ví dụ, chẳng hạn như California là có tới 40 mấy 50 ông bà dân biểu, họ sẽ họp nhau lại, họ sẽ quyết định là bỏ một phiếu mà thôi. Cái phiếu đó là họ chọn người nào thì người đó được hưởng cái lá phiếu của California. Nói tóm lại là Hạ viện bầu tổng thống và Thượng viện thì là bầu phó tổng thống. Một cái chuyện cũng phải xin phép được thưa thêm ở đây với lại chị Kim Nhung là trong trường hợp mà bầu tổng thống chưa xong mà Thượng viện đã bầu được phó tổng thống rồi thì phó tổng thống sẽ tạm thời giữ chức quyền tổng thống cho đến khi có cái kết quả cuối cùng ở Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ. Thưa với lại chị Kim Nhung. Wow, rắc rối quá. Rắc rối ha. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại với khán giả vào ngày mai. Xin cảm ơn đến khán giả cũng đã theo dõi phần tin tức vào chiều ngày hôm nay, và chúc cho quý vị một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị.